Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi xin nói về tin tức ở Las Vegas CES 2022. Thì đã có nhiều khán thính giả thắc mắc, đặt câu hỏi cho chương trình về cái vấn đề mà ghi danh đăng ký để mua xe VinFast ở Mỹ, thưa quý vị. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin trả lời cho quý vị khán thính giả. Là quý vị vào cái trang nhà nó gọi là reserve.vinfastauto.us, tức là một cái trang nhà ở bên Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Thì trên màn hình quý vị thấy đây là giao diện của công ty VinFast và có hai cái phần rất rõ ràng và có thể nói là rất là chi tiết. Bên trái thì quý vị thấy là e-voucher 3.000 đô cho cái xe VF8, tức là E35 cũ, và e-voucher 5.000 đô cho VF9, tức là E36 cũ, thưa quý vị. Và trong cái trang nhà reserve.vinfastauto.us thì đã có cái phần gọi là trả lời những câu hỏi thường hỏi, thưa quý vị. Thì rất là rõ ràng, trong đó là trả lời là cái vấn đề chương trình VinFast như thế nào, là cái gì, rồi VinFast thành viên là cái gì, và có bị giới hạn bởi một cái ngày giới hạn nào đó hay không. Thì cái chương trình VinFast này đã cho rất nhiều chi tiết bằng tiếng Anh. Thí dụ như là những cái chi tiết trong cái gọi là thỏa thuận đặt chỗ VinFast. VinFast tức là những người đăng ký đầu tiên trong cái nhóm gọi là câu lạc bộ những người đăng ký đầu tiên, thưa quý vị. VinFast Reservation Agreement. Thì trong cái agreement này, tức là trong cái thỏa thuận, thì VinFast viết rất chi tiết bằng tiếng Anh. Và quý vị nào có thể đọc bằng tiếng Anh thì sẽ hiểu rất dễ dàng, không có vấn đề gì khó khăn hết, thưa quý vị. Từ ngữ rất dễ hiểu, chính xác. Và đây là nói như đinh đóng cột, từng hạng mục đều được tô đậm và viết rất rõ ràng. Chẳng hạn như vấn đề về đăng ký như thế nào, cái tiền phí đăng ký ra sao ở mục số 4 là reservation fee chẳng hạn như vậy. Thì cho biết rằng là mỗi một cái đăng ký đó thì sẽ tốn khoảng $200 tiền đặt cọc, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Thì khi cái tiền đặt cọc này, nó giải thích rất rõ ràng là không phải là VinFast sẽ bắt buộc bán xe, mà quý vị cũng bắt buộc phải mua xe, thưa quý vị. Nói chung là một cái dạng tiền cọc đăng ký chỗ, chứ chưa phải là một cái hợp đồng để mua bán xe, và cũng chưa phải là một cái hợp đồng để bán xe, thưa quý vị. Nói chung là trong tương lai sẽ có những thay đổi. Để tiếp theo ở phần số 5, VinFast NFT và e-voucher, thì nó cho biết rằng sẽ sử dụng cái công nghệ blockchain để mà bảo mật, thưa quý vị. Nói chung thì với cái thỏa thuận rất rõ ràng này thì cho biết là sẽ áp dụng $3,000 giảm giá vào cái việc mua chiếc xe VF8 và giảm giá $5,000 cho việc mua một chiếc xe VF9, thưa quý vị. Và cái thời hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tức là quý vị có tới 2 năm để quyết định sau khi mà đăng ký chỗ, thì có quyết định mua xe hay không mua xe thì VinFast không bắt buộc. Ở cái điều khoản số 6 thì VinFast cũng nói rõ là sẽ không đảm bảo cái việc ngày giao xe, thưa quý vị. Tức là tùy theo tình hình, những cái khó khăn ở trong tương lai thì không có cái gì chắc chắn hết để mà nói rằng là đúng cái ngày đó thì VinFast sẽ giao xe. Thì đây cũng là một cái điều kiện mở. Nói chung là
chúng ta cũng biết là có thể có những ngày giao xe bị lùi lại vài lần là một cái việc bình thường, và VinFast đã nói rất rõ trong cái khoản số 6. Rồi cái khoản số 7, điều khoản 7 thì cũng cho biết là cách đăng ký như thế nào, cách hủy bỏ như thế nào, hoặc là cách chuyển giao cái gọi là cái tiền đặt cọc 200 đô đó như thế nào, thưa quý vị. Rất là chi tiết, và quý vị nào muốn đăng ký ở bên Hoa Kỳ thì rất dễ dàng. Và tin tức cho biết là trong 6 tiếng đồng hồ thì đã có tới 12.000 đăng ký, thưa quý vị. Ở đây chúng tôi nói rõ là 12.000 đăng ký là không biết đến từ đâu, có thể đến từ Việt Nam, đến từ Mỹ hoặc đến cả hai. Và đó là cái tổng số mà phía VinFast cho biết, thưa quý vị. Nói chung là VinFast cũng không cho biết rõ là trong cái số 12.000 đăng ký đó thì bao nhiêu là ở Hoa Kỳ, bao nhiêu là ở Việt Nam, và chỉ nói một cách chung chung. Nhưng mà ở đây cũng là rất đáng khích lệ, và cũng xin chúc mừng VinFast đã có một cái đợt sóng đăng ký mua xe rất là nhiều trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Đương nhiên cái việc đăng ký đó chúng tôi nói rõ là không phải là tất cả đều trở thành mua 12.000 chiếc xe, hoặc là trong tương lai thì có những người đổi ý, có những người sẽ rút đi chẳng hạn như vậy. Rồi có những người sẽ mua tăng thêm, thay vì mua một xe có thể mua 5 chiếc, 10 chiếc để kinh doanh chẳng hạn như vậy, thì không có gì mà ràng buộc và chắc chắn. Tuy nhiên đây là một cái con số ước lượng và một con số khích lệ, thưa quý vị. Nói chung là trong một cái tầm khoảng mười mấy ngàn chiếc xe sẽ được bán ra bởi những cái người đã đăng ký, xin thưa quý vị là như vậy. Rất là đơn giản. Thì sau khi mà đọc xong tất cả các điều khoản thì quý vị khán thính giả có thể bắt đầu là chọn mẫu xe, xin thưa quý vị như vậy. Trên màn hình thì ở Hoa Kỳ chúng tôi nói rõ đây là cái trang nhà mà VinFast dành cho khách hàng ở Hoa Kỳ, thì có thể chọn hai cái model VF8 và VF9. Chúng tôi xin nhắc lại là VinFast đã đổi số hiệu. VF8 là tương đương với lại mẫu E35 trước đây. Quý vị thấy mẫu này rất đẹp. Và VF9 thì là mẫu E36. Thì giá bán của E36 là khoảng 56.000 đô là giá căn bản. Còn E35 thì giá là 41.000 đô giá căn bản, chưa tính thêm thuế và các phụ phí khác, thưa quý vị. Thì sau khi mà quý vị lựa chọn mẫu xe thì bắt đầu điền tên. Thì đó là cái phần nó gọi là reservation information. Thì quý vị điền tên và họ, rồi sau đó bỏ cái email hay còn gọi là cái địa chỉ điện thư, rồi xác lập lại một lần nữa, rồi bỏ cái zip code. Zip code đây là cái tên mã vùng ở Hoa Kỳ, thì quý vị bỏ vào. Và sau đó thì chọn hai cái điều kiện mà bắt buộc. Đó là trước khi mà gọi là gửi đi cái việc đăng ký của mình. Và quý vị thấy là quý vị phải đánh vào chữ X hay là đánh vào dấu chuẩn thuận là I would like to receive personalized communication based upon my preferences and use of products and services from VinFast companies, an authorized supplier of VinFast products and services by email and mail. At any time, you may amend or withdraw your consent. Tức là ý nói là VinFast cho phép là quý vị sử dụng hệ thống email để liên lạc với VinFast, nhận thư chẳng hạn như vậy. Và khi nhấn vào ở cái phần số 2 thì VinFast đã yêu cầu là quý vị, tôi đồng ý là cái việc
các điều khoản, các thỏa thuận về việc đăng ký và các từ ngữ trong cái voucher điện tử, tức là cái phiếu giảm giá đó thưa quý vị. Và sau khi chấp thuận như thế thì báo cho VinFast biết rằng là quý vị là đã đồng ý và trên 18 tuổi và là cư dân ở Hoa Kỳ và là chấp thuận cái việc mà có thể là không có xe thưa quý vị. Không có gì mà bảo đảm hết. Nói chung là VinFast nói rằng quý vị có đăng ký nhưng mà trong tương lai cũng có thể là không có gì bảo đảm, là phải, như tôi có nói, là phải bắt buộc phải bán xe cho quý vị với cái giá đó hoặc là vào đúng cái ngày mà thỏa thuận ngân hàng như vậy. Tức là VinFast nói trước rằng là sẽ có những cái khó khăn, những cái trục trặc, cho nên quý vị cũng cần thông cảm. Và ở đây chúng tôi nói là không chỉ là hãng VinFast mà tất cả các hãng xe hiện nay đều rất khó khăn trong cái việc mà giao hàng, giao xe đúng hạn thưa quý vị. Nói chung là do cái tình trạng Covid-19, rồi do cái tình trạng thiếu hụt phụ tùng, thiếu hụt con chip điện tử chẳng hạn như vậy, thiếu hụt nhân sự. Có nhiều showroom bây giờ có nhiều người nghỉ việc chẳng hạn như vậy, hoặc đổi thành nghề khác, thì cái việc mà giao xe đúng cái thời điểm thì rất là khó khăn. Cho nên là các hãng xe đều có cái điều khoản để mà lùi lại cái ngày thưa quý vị. Nói chung là lùi lại vài lần là một cái chuyện khá bình thường trong cái thời buổi đại dịch Covid-19 này. Hoặc là cái giá bán xe, đây là cái giá khởi điểm, thì trong tương lai, tại vì cũng không ai biết là trong năm 2023, 2024, 2025 nó sẽ xảy ra chuyện gì và cái giá cả nó sẽ lên xuống thưa quý vị. Nó giống như một cái mặt hàng ở ngoài chợ, hôm nay giá này, tuần trước giá khác, tháng trước giá khác, tuần sau giá khác và tháng tới giá khác thưa quý vị. Cho nên quý vị cũng cần phải thông cảm trong cái việc mua xe, bán xe, mua xe mới chẳng hạn như vậy. Ở đây thì có nhiều hãng chúng tôi cũng đã đi đến tận đại lý và họ nói rằng có nhiều chiếc xe là phải tới 2023 mới có thể, xin mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép, có thể là mới có hàng để mà giao. Và việc đặt cọc thì cứ đặt cọc giữ chỗ, chỉ là có cái sự ưu tiên thưa quý vị. Khi mà cái dòng xe đã bắt đầu sản xuất thì người ta ưu tiên cho những người đã đặt cọc đăng ký chỗ trước, còn những người tới sau thì không được hưởng những cái ưu đãi đó. Chúng tôi nói rõ là VinFast không có làm gì khác so với tất cả các hãng khác trên thế giới. Tức là cái việc mà bỏ ra $200 chỉ là một cái việc đăng ký giữ chỗ, chứ thật ra thì cũng chưa phải là cái việc mà ký kết giao kèo mua bán xe. Chúng tôi xin nói rõ vài lần như thế để cho quý vị khán thính giả có thể hiểu được là chỉ là việc đăng ký chỗ, chứ chưa phải là cái việc mà một cái giao kèo mua bán xe gì cụ thể rõ ràng. Và quý vị khách hàng, theo như cái trang nhà của VinFast thì có thể là đăng ký rồi sau đó hủy bỏ hoặc là chuyển giao cho người khác một cách hết sức dễ dàng thưa quý vị. Nhưng mà đây là cái thông số rất tốt để mà VinFast biết rằng có những người rất là đứng đắn trong cái việc đăng ký mua xe, tại vì họ phải bỏ tiền ra. Tiếng Anh gọi là serious buyers. Thì với cái việc mà trong vòng 6 tiếng đồng hồ đã có trên 12.000 cái đăng ký ở Hoa Kỳ lẫn cả ở Việt Nam là một việc rất là tốt trong cái hành trình sơ khởi mà đem xe qua Hoa Kỳ để mà bán, để mà coi như là bắt đầu có sự giao thương về những cái món hàng lớn thưa quý vị. Và nói chung thì trong cái ngày ra mắt năm Tây tháng Giêng vừa qua thì báo chí truyền thông về ngành xe ô tô đã có những lời hết sức khen ngợi đối với VinFast thưa quý vị. Nói chung thì đó là những cái tín hiệu tốt. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm.